Happy birthday An. Trời ơi, An là một nhân vật mà ra biết bao nhiêu mùa rồi mới có được hai skin A và một set S thôi mọi người. Còn cái set A mà hồi cá độ táo á, thấy ghê. May là mình quay lại set S. Đối với một nhân vật mà mọi người gắn bó đã bao nhiêu mùa rồi thì sẽ có một cái tình cảm dành cho nó. Hôm nay mình rất là vui về sinh nhật của An. Nay đầu game gặp ngay thợ máy nè. Mình sẽ bắt bạn này trong một nút nhạc thôi. Team này không có giải cứu, cũng không có tiên tri luôn. Xong bạn thợ máy rồi. Đi ăn sinh nhật mà gục nhanh quá trời luôn. Trời ơi, Villa Bully. Thà một cái nhân vật nào mà có kiểu stun hoặc như tiền đạo hoặc là nó tông gì đó, người ta ra bully. Cái này thả chó làm nữ gì đâu trời. Rồi đó, mình đâu có đứng giữa ván đâu mà bạn sọc ván. Nhìn này là game tan nát rồi. Kiểu như vừa ác quỷ mà lại có vòng thiên thần, rồi mình không biết bạn này là cái gì luôn. Thật máy nãy giờ ngồi lo điều khiển robot chứ đâu có hiểu đâu. Cũng xong được hai máy rồi nè. Thêm một máy của robot có thể là xong gần ba máy rồi. Mới ngồi ghế cho nên mình đánh luôn, khỏi cần thả mèo cam làm gì. Giờ đánh double down nè. Chủ tế lúc nãy cứu bạn đua thư cho nên hết nhánh 6 thì phải. Nãy mình không để ý coi là chủ tế cứu đua thư 36 hay là 9 nữa. Trời, đang định nói là chủ tế hưu nhanh lắm. Đang định bắt lên bóng đã kem theo kiểu treo bóng mọi người. Mà cái hành động thả mèo của mình nó làm chậm cái hành động đánh á. Xong bạn đã chạy luôn rồi. Mà thôi thợ máy cũng bay màu luôn rồi. Trời ơi, những vòng đây nè. Mấy bạn hãy dùng mèo stun lại cái vòng này khi mà chủ tế vừa qua nè. Ngạc nhiên chưa? Cái thanh niên này nãy giờ cứ canh thả chó mình hoài à. Chó bạn có làm được gì mình đâu mà. Nếu thích thì support mang mấy nhân vật mà có stun á. Chủ tế này hết tự dạy rồi. Nhưng mà đầu game bạn bắt được vào thợ máy, nhưng bạn nó đã thả con robot rồi. Thì thời gian ngồi ghế vẫn có thể hoàn thành được một máy. Nếu như mang ngồi ghế lâu á. Nếu như mà thợ máy có mang ngồi ghế lâu mà có khai nhanh quá đầu game thì mọi người nên để cho thợ máy ngồi ghế và sửa máy. Chứ lúc nãy chủ tế cứu quá sớm, bạn nó ngồi ghế đâu có thời gian đâu mà đi khô. Mọi người thấy sửa máy nhanh chưa? Đó là đầu game mình bắt được hai người nha. Team này thì có mỗi chủ tế là có debuff giải mã thôi. Ba bạn kia thì giải mã trung bình rồi. Thôi máy giải mã nhanh.
còn có người đưa thư bốc thêm 30% giải máy trong bao nhiêu giây nữa thì sửa máy nhanh là cũng đúng rồi. Kiểu này là bắt được luôn diễn viên tập kỹ tại vì chủ tế không có hiêu được. Mình sẽ đứng đây cam luôn, nếu mà bạn kia tìm được hầm thì cho bạn đó nhảy luôn. Hình như sắp tới buff nữ chủ tế thì phải. Khi mà dính mèo mà đi qua vòng thì là con mèo sẽ ở lại. Mình nghĩ bắt sẽ khó khăn hơn. Cho nên là nếu đây là nếu mà nữ chủ tế kiểu định tạo vòng qua sông á, một mình mắc chiêu rồi, nếu như bạn nó nhảy qua sông thì mình cũng nhảy được hai hit tới bạn đó, còn không là mọi người canh khóa chiêu lại là đánh được thôi. Mình sẽ thả bạn này. Trời, công nhận bế cũng đẹp nữa, ngồi y mà không dãy gì luôn. Rồi tạm biệt bạn, mình qua trận mới nha. Trận thứ hai mình sẽ đánh ở thị trấn Say Ngủ. Mình ban tiên tri thôi, vẫn persona cũ 6-12 cộng với lại tele. Mình sẽ bắt luôn vô bartender. Tại khả năng bắt được bartender cao hơn là điều phối với lính thuê. Mù thì chắc đập gãy núp rồi. Mình chơi mình không có đeo tai nghe, cho nên mình không biết bạn đó đập gãy ở hướng nào. Nếu mà đầu game đánh được một hit thường vào bartender thì chỉ cần một con mèo nữa thôi là bartender lên ghế liền. Xong. Trời ơi, mình kéo mèo về là stun được bạn đó nè. Canh bắn súng đúng không? Giờ mình không cho bạn có cơ hội xài súng luôn, lên ghế. Khi mọi người cầm an thì cũng không có ngại việc có survival stun hay là support, một con mèo là giải quyết được hết. Nay mù chơi lớn đi cứu người luôn. Mình cắm gọc về cho vui chứ, tại vì mù ăn cái con mèo kia của mình rồi, cho nên con mèo nó sẽ không có về. Lính thuê gộp điều phối nửa máu còn 4 máy. Đây luôn nè. Nếu mà tới rồi thì mình đánh luôn, không cần canh mèo làm gì. Trời ơi. Mười trận là hết 8 trận bị xe này đụng khi đang nhảy lên mèo luôn á. Nhưng mà thôi, Hunter mạnh nhất map này thì thôi. Bữa sau mọi người nhảy nhớ coi kỹ xe chứ đừng như mình. Để survival cười cho.
Mình chơi nhiều trận map này lắm rồi, cứ đang nhảy lên mèo cái là xe từ đâu tới tông à. Còn ba mấy cú không ai giải được luôn. Chừng nào mà em mới có được một cái skin S ha. Skin S time limited hoặc là mô bằng đá. Chỉ có đúng một cái skin S trong cầu này thôi. Rồi, không cứu được luôn rồi. Điều phối còn khẩu súng nè. Đây 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 đây. Mình nhảy kiểu không ta? Ui biết vậy mình ấn khóa skill. Trời ơi 0.1 giây nữa vẫn cứu kịp. Chết. Hết lá effort rồi, không cứu được đánh thuê. Chỗ này mình thấy không có cái tai cho nên mình biết là bạn mù chạy xa rồi, mình sẽ treo bạn này luôn. Sau đó đợi gần bay rồi mình sẽ check hầm. Cam một lúc hai ghế luôn. Hai bạn này bay cùng nhau luôn, cùng thời gian luôn. Đây hầm ở đây luôn nè, trời ơi. Quá may mắn luôn. Mù không có skill gì sao mà nhảy được hầm. Trận này mình thắng 4 rồi. Xong. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bạn nào có gameplay an thì hãy gửi về kênh cho mình nha, mình sẽ để ở Gmail bên dưới. Bye bye mọi người. Đừng quên happy birthday chu môn đồ nha.